Xin chào tất cả những bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là ở đây. Đến với lại video ngày hôm nay thì hôm nay mình mới có thời gian để mà mình đi làm sự kiện để mà ghép con pet rồng đấy các bạn. Thì đấy, nói chung là rồng thì tổng cộng trong game, trong cái sự kiện mới lần này thì có 4 con, thì chắc là các bạn cũng biết rồi. Và để mà chế tạo được cái con trứng tinh vân ấy, cái con xịn nhất trong 4 con ấy, thì sẽ có hai cách các bạn. Cách đầu tiên là mình cần 3 con rồng kia nhỏ và mình chế tạo thành một quả trứng tinh vân. Cách thứ hai là mình phải nuôi 3 con rồng nhỏ đấy lên lớn trưởng thành và mình sẽ nhận được một phần thưởng là một quả trứng tinh vân. Đấy. Thì cả hai cách thì cái nào cũng ok. Nhưng mà nếu như mà các bạn mà nuôi rồng ấy thì mình nghĩ là mình khuyên là các bạn nên sử dụng cái cách thứ hai thì nó sẽ là ok nhất nhé. Tức là các bạn sẽ nuôi 3 con nhỏ lên tới level 5, xong rồi các bạn sẽ nhận được một quả trứng tinh vân. Thế là các bạn vừa có 3 con rồng kia mà các bạn vừa có rồng tinh vân luôn. Như thế là các bạn sẽ có tổng cộng là 4 con rồng. Còn nếu như mà các bạn mà dùng 3 con rồng nhỏ, các bạn đổi lấy một quả trứng tinh vân thì các bạn sẽ mất đi 3 con rồng kia mà chỉ được có mỗi con rồng tinh vân thôi. Nếu như mà các bạn mà muốn có lại mấy con rồng kia thì các bạn lại phải đi cày. Đấy, thế là nó mất công. Mà đằng nào chúng ta là người có thời gian mà các bạn, sự kiện nó tận 20 mấy ngày cơ mà. Nên là cứ từ từ mà cày thôi. Nhưng mà hôm nay thì mình chủ yếu là mình đi cày con tinh vân trước, còn mấy con kia thì tính sau các bạn nhá. Nên là mình sẽ chọn theo cách thứ một các bạn. Còn sau này nếu như mà ưng mấy con kia thì mình sẽ cày sau. Chứ còn mình thì mình cũng không có thích nhiều rồng lắm đâu các bạn. Nhiều rồng quá, cưỡi không hết, mệt lắm, cho ăn tốn lắm các bạn ạ. Rồi đây, như vậy là mình đã kiếm đủ số lượng lọ màu vàng rồi các bạn. Thì để mà có thể làm được 3 con rồng con thì mình cần phải tìm 3 nguyên liệu. Nguyên liệu đầu tiên là nguyên liệu cái lọ màu vàng. Lọ màu vàng thì chúng ta đánh quái vật cây là sẽ có nha. Tiếp theo là cái lọ màu xanh dương. Thì chúng ta sẽ ra cái vùng biển mà nó có một con cá mập nó trồi lên đấy, thì chúng ta câu bóng ba ở đấy thì sẽ có. Và cái lọ cuối cùng là lọ màu hồng. Thì các bạn có thể bắt cái con slam màu hồng nha, thì nó sẽ có nha. Mỗi thứ thì chúng ta sẽ cần 25 lọ các bạn. Bây giờ thì mình đã đủ cái lọ đầu tiên rồi, đó là lọ quang. Bây giờ thì mình sẽ đi ra mình chế tạo con rồng đầu tiên nha. Đối với lại cái sự kiện này thì đập cây là nhanh nhất các bạn. Nhưng mà do là bây giờ mình làm muộn ấy, nên đâm ra là cây nó nhiều. Còn nếu như bạn nào mà làm từ cái ngày đầu tiên thì chắc là nó sẽ khá khó. Nhưng mà bây giờ thì khá là dễ rồi, nên là không có gì phải băn khoăn hết các bạn. Rồi, mình sẽ chế tạo rồng nha. Mấy bạn thì đang kêu là đi kiếm chỗ câu cá giúp mình. Nói chung là các bạn nhiệt tình đấy. Nhưng mà do là cái giải lập của mình nó bị lỗi, mình không có chat được nên là mình không có trả lời các bạn ấy được. Nhưng các bạn mà có xem được clip này thì thông cảm cho mình nhá. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi câu cá để kiếm lọ màu xanh dương nha. Các bạn cứ câu bóng 3 là được nha, không cần phải câu bóng khác đâu. Bóng 3 là ok nhất rồi. Rồi, ok. Hình như là mình đủ rồi này các bạn này. Bây giờ thì mình sẽ quay về và mình chế tạo trứng rồng nha các bạn nha. Ok, xong. Còn một con cuối cùng nữa thôi các bạn ơi. Rồi, ok, đủ các bạn. Cái con sờ lam hồng này là một trong những con mà mình cảm thấy mình kiếm khó nhất luôn đấy các bạn. Tại vì là lâu lâu nó mới xuất hiện các bạn ơi. Mình cứ nghĩ là nó sẽ tìm nó sẽ dễ lắm. Nhưng mà thực ra thì cũng không phải các bạn ạ. Tìm thì cứ được 4-5 con cái là một lúc là không thấy con nào hiện lên. Nó giống như kiểu là nó hiện lên theo thời gian nhất định ấy. Nên là cũng hơi oải các bạn. Thôi không sao, dù sao thì cũng đủ rồi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ về mình chế tạo quả trứng rồng thứ 3, quả cuối cùng. Cái quả đầu tiên cổ long thì mình đã chế tạo được con thứ 2 luôn rồi. Mình cứ chế tạo thôi, tại vì đằng nào thì sau này mình cũng phải sưu tầm thêm 3 con nữa mà. Dự định của mình là mình sẽ nuôi con rồng tinh vân nó lớn và cưỡi con rồng tinh vân thôi. Còn 3 con kia thì mình sẽ chăm sóc từ từ các bạn. Rồi, nở chưa? Ui dồi, nó vẫn không đủ các bạn ơi. Đào cái đầu thế, mãi phải tốn 20 kim cương. Thề luôn. Tốn kim cương dã man luôn các bạn ạ.
Mình đang muốn để dành 300 kim cương để tí nữa mình còn nâng cái con cái tinh vân lên cái chức năng là chuỗi, mà cứ phải tiêu thế này thì làm sao mà đỡ được. Ok, như vậy là mình đã có 3 em level 2 rồi nha các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ mang 3 em nó đi để mà ra lấy con tinh vân nha các bạn. Ui, quá hậu ải các bạn ơi. Rồi, đây rồi, tới rồi. Lẹ lẹ nào. Tính ra là cái con cổ thần long là cái con mà dễ cày nhất luôn đấy các bạn. Nếu như mà các bạn mà chăm cày thì mình nghĩ là các bạn nên săn tầm 4 con cổ thần long đi. Xong rồi các bạn nâng cấp lên cái con gọi là xịn nhất ở trong cái ông mà ở trong camping ấy các bạn. Đấy thì là ngon nhất. Còn mình thì tạm thời mình cứ nâng con tinh vân để mình lấy cái chức năng cưỡi đã. Xong rồi những con khác thì mình sẽ tính tiếp các bạn nhá. Đây nào, bắt đầu cho nó lên level nữa các bạn. Tạm thời thì mình đang chỉ có 2 lọ thôi các bạn ơi. Mấy cái này thì mình nghĩ là chắc là cho ăn nó cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Thôi cứ cho ăn thử đi. Kiểu này mình lại tiếp tục phải đi cày rồi các bạn. Cày cái thuốc bổ cho rồng 1000 kinh nghiệm. Còn mấy cái thuốc bổ này thì nó cứ 50 với lại 200 thế này thì không biết là bao giờ nó mới lên đây. Đấy các bạn thấy không? Nhích được đúng một tí ạ. Trời ơi. Muốn thấy hình ảnh baby của em nó quá mà giờ chắc lại phải tốn thêm lọ nữa rồi. Thôi cho ăn nốt lọ này xong rồi mình lại tiếp tục đi cày tiếp các bạn nhá. Phải chăm cày thôi các bạn ơi. Bình thường các bạn siêng thì chắc là các bạn cày tầm một ngày là sẽ có một em. Nhưng mà mình thì mình không có thời gian nên đâm ra là mấy ngày rồi mình vẫn đang dậm chân tại chỗ đây các bạn. Rồi ok, như vậy là mình đã có em tinh vân rồi. Vâng. Mừng hết sảy luôn các bạn ơi. Bây giờ nó chỉ mới là bắt đầu hành trình thôi các bạn. Hành trình phía sau nó bắt đầu gian nan đây này. Rồi đây rồi các bạn ơi. Tóc mình nó sắp bạc thêm một đống nữa rồi. Mình đã cày xong mấy cái lọ này rồi các bạn. Đây. Đấy. Thêm một lọ nữa. Để mà cái con rồng nó có thể lên được cái level mà cưỡi được ấy thì chúng ta sẽ cần phải 3 lọ nha các bạn. Còn lên tới level max ấy thì chắc phải 4 hoặc 5 lọ ấy các bạn. Rồi đây ra đây. Đây mình có 3 lọ rồi này. Mình cho em ấy ăn luôn nhá. Nhanh nhanh lớn cho anh cưỡi lên lưng cái chứ anh chờ anh cày mòn mỏi quá rồi. Rồi level 3 này các bạn. Vâng, level 4 luôn này. Trời ơi, ghê 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 ghê. Đấy, cuối cùng thì nó cũng lên level 4 rồi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục mình sẽ cho nó lên level 5 luôn nha. Mình sẽ cho ăn hết luôn. Mới lên nổi không? Chắc lọ này không lên nổi đâu. À lên nổi nhưng mà không lên được level 6. Level 5 chưa cưỡi được các bạn. Phải tiếp tục lên một level nữa là level 6. Level 7 thì mới mắc nha. Và 4 con level 7 thì mới biến hình được các bạn. Trời ơi. Mồi đầu ra 4 con level 7 bây giờ. 4 con level 7 tức là các bạn sẽ phải cày 12 con. Trời ơi. Mình cày 3 con để mà mình đổi lên một con này thôi là mình đã ốm lắm rồi. Mà phải cày tới tận 12 con. Dữ dằn. Ok. Rồi, đây rồi các bạn ơi. Mừng quá các bạn ơi. Cuối cùng thì mình cũng đã được trên lưng em nó rồi. Vâng, đẹp, rất đẹp các bạn. Nhưng bây giờ nó chưa level max nên là nó chưa có cái hiệu ứng sau lưng các bạn ơi. À, sướng quá sướng. Nhưng mà tốc độ con này thì chỉ có 8 thôi nên là nó cũng hơi chậm. Chậm hơn là so với lại những cái mình đang dùng. Những cái mà mình đang dùng là tốc độ 12 lận cơ. Nhưng mà con này nó bay xuyên địa hình được nên là nó vẫn ngon hơn là những cái xe các bạn. Tại vì xe là phải chạy vòng. Con này nó chạy thẳng các bạn ơi. Được, nói chung là cũng được. Với lại được cái là em nó cũng bay ở trên biển các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi xem là cái đồ cho em ấy biến hình là nó nằm ở đâu nhá. À, 50 kim cương. 50 kim cương các bạn. 50 kim cương các bạn. Cái gì cũng kim cương các bạn ơi. Nhưng mà may là hôm trước mình vừa mới đăng ký cái gói thành viên với lại mua cái gói kim cương hàng tháng nên là nó cũng đỡ hơn. Đấy. Rồi, may quá vừa đủ các bạn. Đây, thôi cho em ấy lụm luôn đi chứ ngại ngùng gì nữa. Nhưng mà có một vấn đề các bạn ơi. Đây là cái lọ thuốc này phải level max mới cho ăn được. Mà mình thì con tinh vân của mình nó vẫn chưa level max.
Mình đang tính là để dành một lọ thuốc bổ siêu cấp để mà cho mấy con sau. Nhưng mà thôi chắc là lại phải dùng rồi các bạn ạ. Trời ơi, cái số tôi mà muốn tiết kiệm nhưng mà không có được các bạn ơi. Đấy, mà lại vẫn phải cho nó ăn các bạn. Úi dồi, nó lại còn không thèm lên level max cho tôi nữa chứ. Thế này, có chết không chứ lì. Thế là thành ra mình vẫn phải đi cày tiếp các bạn. Thôi, mình lại đi cày tiếp đây các bạn ơi. Sau 38.000 lần đi cày thì cuối cùng mình cũng đủ rồi các bạn ơi. Nhưng mà đủ cái cao cấp thôi chứ ngu gì cho nó ăn cái kia đúng không các bạn. Cái này là đủ rồi. Lên mắc rồi thì đâu có cần kinh nghiệm nữa đâu. Rồi, cho ăn ngay và luôn đi. Hôm nay là mình đốt hết kim cương mà mình đang có rồi các bạn à. Rồi, sử dụng nha. Ok. Sao rồi em ơi? Vâng, như vậy là em ấy level max rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho em ấy ăn cái biến đổi hiệu ứng nhá. Mình hy vọng là sẽ được cái hiệu ứng cầu vồng các bạn. Mình thấy có mỗi cái hiệu ứng đấy là mình thấy đẹp nhất à. Đây, nào anh em. Cầu vồng. Trời ơi, nó ra cái hiệu ứng nốt nhạc rồi các bạn ơi. Mình đang mong là cái hiệu ứng cầu vồng cơ nhưng mà không được các bạn. Hơi tiếc các bạn à. Sau bao thời gian cày cuốc thì cuối cùng mình cũng đã cưỡi được em nó. Nhưng hơi tiếc là em nó lại cái hướng nốt nhạc. Thôi thì để hôm nào mình đổi lại nhá. Rồi, thôi. Chắc là clip ngày hôm nay của mình cũng tới đây thôi nha các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn có một ngày thật tốt lành nhá. Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.